Hi, em xin chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại video tiếp theo của kênh Mặt Trắng TV của em. Và ngày hôm nay lại tiếp tục trở lại nhà bác vàng nhá. Chắc lần này là em sẽ lấy được da của bác ạ sau cứng 2 tháng nha các bác nhá. 2 tháng cứ được đấy. Một lần. Hôm nay thấy bác làm cái kiểu sao thế này. Cái này làm cho công an đấy. Hả? Làm cho công an đấy. Làm cho công an này. Làm kiểu này à? Làm báo như thế làm đúng như thế kiểu dao này em nhìn thấy nó nguy hiểm quá này con này nghe nó kệ nó cũng ăn bỏ làm thì mình cứ làm thôi à. Vâng, cái này không biết chị mình không xem nhá, không phải dao mèo đâu à, mèo đây, dao mèo đây các bác này, bác làm cô đồng đấy đẹp luôn. Cái bao là cái bao, cái dao này là bao này thằng nó thế ạ. Như vậy khi các bác nhá, với cây dao này thì là quá đẹp, không có gì cả. Dao này là các bác, đây cây dao này là khâu đồng đầy đủ luôn, thì từ làm hết ra ngoài này khâu đồng bác làm rất là dày luôn. Còn dao này không biết là sai bao nhiêu các bạn nhé, tóm một cái thước ấy, cái này 30. 30 à? 30 đấy. 30 làm xong đi. Cái thứ này kiểu đúng không? 30 gần 30, 30 tí nữa làm đẩy vào lâu là 30 cán 14 15 bụng là 6 phân, bụng là 5 phân rưỡi đấy, con làm to đấy. Sống lưng thì khá là dày. Sống lưng khá là dày. Sống lưng là 7 ly à? 7 ly. Các bác nhá, còn số bác là chưa biết thì em nói lại này. Cán và vỏ là bằng lim vang. Đây là khâu đồng các bác nhá. Toàn bộ là bằng đồng hết. Cái này cho vào đây hả ông? Vâng. Cái này 30. Cái này có nhiều nhỏ. À, nhiều nhau à? Cái nhỏ nhỏ hết. Sinh đôi à? Sinh đôi. Và cái này nhỏ hơn trần. Cái này cho. À. Cái này mà là bao được không? Dạ. Cái này. Vâng. Cái này của Khái đó. Khái hết à? Cái này Khái mang cái ồ, con này cũng nặng 30, 31, 30. Phút chim này 5 năm phần rưỡi. Vỏ cây này lim vàng hết. Lim vàng hết. Hơi trà một tí. Trà cái này cũng mày thôi. Tí bôi nhớt vào theo được không? Vâng. Nhưng mà chưa mày. Mà mày nhắn được không? Cái vỏ lim vang này nó hơi bị dạng đây nhất chứ. Đúng lim vang. Nó cũng dạng được. Thế là hôm nay là được 2 cái hả ông? 2 cái rồi, 2 cái của mình rồi. À nhưng mà ông ơi, có việc này nhá. Hôm nay là cháu cầm con dao lên. Nhờ ông sửa cho. Còn là 4 cái hôm nào. Cái này là cái nhíp mà ông xem này là loại nhíp gì? Nhà xưa. À dạ, biết luôn hả ông? Biết. Nhung Nga ngày xưa luôn à? Ngày xưa. Đấy. Hay cái này cũng nhung nhau đâu mà. Đấy. Cũng một loại nhưng mà. Cũng một loại à? Cũng một loại nhưng mà. Cũng loại Nga mà loại Nga ngố, loại Nga chuẩn không? Chuẩn đấy, cái này nhung nhau. Đây ta xem nào. Ui. Ông làm loại nhíp này à? Không, cái này Khái mang về làm do to đấy. À đây à. Ôi, cái nhíp này cái này có thấy nó bóng hơn đấy. Nó bóng gì đấy. Cái này bóng, cái này nó sắc lắm. Cái này thì làm được mấy cái không? Được một cái, được ra hai cái đường nhỏ. Nhìn đâu một cái nhỏ này. Một, hai cái là nhỏ, thì một cái nó to. À, được cân lên mới được không? Mấy lạng nữa nhỉ? 7 lạng. Vâng. Hai cái là nhỏ hơn. 7 lạng chắc làm được một cái nhỉ? Một cái. Là một cái to như thế này. 28 28 một cái 28 đây 28 tối đấy. Còn cái này đi sửa. Ôi con dao này như này được sửa thứ gì? Hàng lại trôi đây. Tôi lại à? Hàng lại à? Không. Thì ta làm điều nhá. Người ta làm xong thì người ta giúp tôi cái cáng này thì cái cáng này nó hay hỏng lắm. Người ta làm điều cho mình đấy. À. Ừ. Thế thì tốt rồi, nhưng mà nó đỏ như nó
dũng nữa vào thì mình dùng máy cấy thì hỏng luôn, cấy luôn. Nhưng mà cái này không được, cái này phải tháo ra lấy cái khâu này, nó mà tháo cái chỗ này hàng lại thôi. Thế thì thay cái khâu này đi. Thay cái này. Đúng này. Lấy cái đầu mình, lấy cái đầu thôi được. Đầu này được. Thay cái chỗ này. À đấy. Đấy, cái này nhờ ông sửa cái cáo này nhá. Còn cái này làm một cái nhá. Cái này không được nhầm cho cháu đâu nhá. Mình nhờ có thể thăm vào làm để đưa thăm vào nữa mà. Cái này cháu xét nghiệm nó lại gì rồi. Vâng. Ví dụ nó lại o này là nó lại o rồi. Thế là vì nó xét nghiệm lại thôi. Đấy, cái này của cái múc khoang của nó có vàng vàng lên này, mình cứ để cho nó. À, này múc khoang hả? Rồi thằng nó bỏ là có phải vì nhìn cái này có phải không? Ờ, đúng. Chính xác, múc khoang. Múc khoang này, múc khoang sắc lắm. Đấy, cho các bác xem lại cái dao này nha các bác nhá. Đấy, cái dao này là cũng là 30-31 thì đấy, nó dao động tầm đấy. 30-31 thì đấy. Hết à? Cái này cũng vậy. 30-31 này em để gần với bác Sam ấy. Cái này về lau chùi lại một tí nữa nó lên màu đẹp lắm. Nhưng cái vàng này đó. Đấy, em dao này cũng vậy. Ông là ông không để đen cho mình cả. À các bác nhá, sau một hồi giới thiệu cho các bác xem dao này, cán dao này, vỏ dao này, quá đẹp luôn, lưỡi dao quá đẹp luôn, nhưng bác bảo người khác lấy rồi. Hôm nay là lại tay trắng đấy các bác nhá. Ôi, bảo là không lấy thì cháu lấy luôn đấy. Thế là cháu cái này thôi à? Ờ, hai cái này mình lấy đặt vào. Mình lấy thì cho mấy. Đó hạn đấy. Em vẫn thích cái kiểu này, cái khâu đồng này thì nhìn nó loáng, nó sáng này thôi. Chất da thì là nhìn nó đẹp hơn một tí thôi. Nhưng để mà chất người mông thì phải cái này. Chứ lấy thì cho luôn lấy. Được. Chất người mông luôn cái này. Đấy mới chuẩn. Đúng rồi. Người mông thì giống như này, giống người mông. Chứ không phải lẫn như đâu nhỉ. Đấy, chuẩn người mông luôn. Đẹp luôn. Thế mới xịn. Cái này tốt lắm đấy. Cái này biết tôi không biết tôi thì nó hay. Mẹ đấy. Các bạn đúng thật là sau một thời gian dài lấy được dao nên em lên phục cho bác Vàng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà rất là khó. Lên lần nào cũng bị trượt là không lấy được dao bác nhá. Đấy, hiện tại là em mỗi một lần đi là lấy được một cây hay cây thì em không lên video đâu. Có thể em lên em về nhà em gom tầm khoảng 6-7 cây gì đấy ở nhà, thì hôm nay em lên video cụ thể và test để cho các bác xem nhé. Vâng, thưa các quý vị nhá, sau một hồi em đàm phán và là nói chuyện với bác Vàng thì em lâu lắm rồi không lấy được cây dao nào, thì tóm lại là hôm nay là lại bác ấy để lại cho em những cây dao này nhá. Nói chung là cái này là vỏ gỗ lim vàng hết các bạn, rất là chắc chắn. Thì cái khâu đồng này thì là ông làm rất là fit rồi, đẹp rồi. Đợi nó về em hong khô nó đi, nó hơi chặt một tí. Đấy, nó hong khô với vỏ đi là vừa đấy, vừa tầm thôi. Cho nó còn non, cây nó tươi quá, nó hơi chặt. Nó có trăm nguyên nhân hỏi nó. Cảm ơn nàng. Đây, các bạn nha. Toàn bộ mang chặt xuống nha. Em mang về chặt xương cho các bác xem. Trong thời gian vừa qua chặt xương nhiều quá, bị hút ra ăn nhiều xương mà. Chặt xương rồi, ôi, ta làm chặt xương to. Đấy các quý vị ạ, thì ngày hôm nay em lấy được con này dao nhá. Một video sau nữa là em test thử những cây dao này để xem là nó có chịu đựng được không, nó như thế nào. Đấy, mời quý vị các bạn sẽ chờ video sau của em nhá. Cuối cùng em cũng xin phép khép lại video đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Xin chào ạ. Chào nhá, Vàng. Vâng, chào nhá.